Giờ ông hỏi ông Hoài nha, bữa giờ ông Hoài thấy sao mà ông Hoài cho 7-8 lần mà đi xe hết, cánh tay hết, buồn, các cháu giờ nó đang rất là buồn. Bây giờ ông Hoài phát biểu cam nghĩ, ông Hoài cam thấy như thế nào? Bây đâu? Ông Hoài cam nghĩ lên dừng lại 7 lần, không bao giờ em lại có lại đây là ông Hoài không. Ông Hoài thấy sao? Ông Hoài có thấy giải là đúng hay sai? Ông Hoài nói tiếng các cháu một là sai. Sai. Ông Hoài sai chứ? Ông Hoài sai. Hoài quá sai. Quá sai. Bây giờ ông Hoài sao? Xin lậu các cháu vào qua. Này. Ông Hoài. Số máy rồi. Không số máy rồi đúng không? Cái nó thiệt okay. Giờ cũng nhờ ông Hoài mà mấy anh em bây giờ là gần như là không thấy ngày vợ rồi. Đi luôn không thấy ngày vợ nữa rồi. Đó là từ giờ đây tới bây giờ là ông Hoài chấm dứt. Không có lên mạng xã hội nữa, đúng không? Đúng. Không biết luôn, cắt luôn là không lên mạng xã hội nữa nha. Chia tay các cháu luôn đúng không? Chia tay các cháu. Nếu như hôm nay cho ông Hoài một cơ hội cuối cùng thì ông Hoài cảm thấy sao? Nếu hôm nay đến cơ ngơ chỗ không các cháu. Tóm gọn. Có cho gọn. Ông Hoài. Nếu mà cho ông Hoài một cơ hội thì ông Hoài có đồng ý không? Ông Hoài quá đồng ý. Đồng ý đúng không? Nhưng còn thấy ông Hoài cố gắng, ông Hoài cũng muốn giúp đỡ các cháu nó kiếm đồng nhưng mà nó không thành hiện thực. Có nhiều người nói là cứ ông Hoài chơi số là quýnh trầu lên trục xuống hay là ngược lại là trúng lụm lúa. Nhưng mà theo ông Hoài sao nói vậy đúng không? Theo ông Hoài là không lên mà không trúng. À vậy là bói định ở đây đừng bây giờ nghĩ vậy đúng không? Đúng. Rồi hôm nay là khả năng là cho ông Hoài một cơ hội cuối cùng nha. Được không? Được. Này đại ca nô, ông Hoài nếu mà cho ông Hoài một cơ hội nữa thì ông Hoài sẽ con gì? Gỡ lại tất cả, nói lại danh dự. Anh Hồ con gì? Bị ai? Mời để. Cái này là nói lại là nói lại danh dự. Bị ai? Để chi cháu phụng với ông Hoài đồ là theo ý nghiệp quyết định. Chứ bên này là không có trên trước nữa nha, trên trước là không lên rồi. Không có trên trước, trên trước hình mình không đạt cái bị. Là bảy hai là ông Hoài vừa nghĩ ra luôn đúng không? Tự nghĩ đưa ra lần này lần cuối cùng chiều nay là con là con đổi luôn á. Đổi cái tư quy luôn, giờ còn cái tư quy được không? Đổi luôn. Bây giờ xe bay nữa rồi. Đó. Đây cái chuyện con đổi luôn. Đổi luôn sao? Em nọ kia là cái tư còn. Tư còn á. Cái tư đặt cái ho là chốt là bay hai. Rồi cuối cùng đó ông Hoài nói lại danh dự. Đúng không? Ok. Còn không nữa thì thôi. Không gặp nhau luôn, chúng ta tạm xa nhau đi. Tạm xa nhau. Rồi bắt tay chốt đơn này. Đại Cánh Hoa 72. Lấy tiền đó làm gì? Để trang trại sự sống.